Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review đồng hồ cao cấp của Gia Bảo Luxury. Chỉ lướt qua vài khung hình ban đầu, chúng ta không khó để đoán ra được chiếc đồng hồ có trong video lần này là một chiếc đồng hồ nữ. Những viên kim cương lấp lánh, mặt số đồng hồ nhỏ gọn hay dây đeo vải thanh mạch đều là đại diện cho một chiếc đồng hồ đầy nữ tính. Mẫu đồng hồ này đến từ thương hiệu đồng hồ Chopard, thuộc bộ sưu tập L'Heure Du Diamant. Thực sự thì đây là một cụm từ tiếng Pháp cho nên hơi khó cho tôi để phát âm được một cách chính xác. Và tên bộ sưu tập này trong tiếng Anh là Times of Devon. Bộ sưu tập L'Heure Du Diamant này thì nằm trong số 7 bộ sưu tập đồng hồ nữ của Chopard, mà trên website hiện tại của hãng chỉ có tổng số 10 bộ sưu tập đồng hồ nam và nữ mà thôi. Có thể thấy tầm quan trọng của đồng hồ nữ với thương hiệu Chopard là rất lớn. Quay trở lại với chính mẫu đồng hồ Chopard này, vỏ đồng hồ được làm bằng vàng hồng với kích thước 35,75mm và đi kèm với dây đeo vải màu nâu tương đối cá tính. Nổi bật nhất trong thiết kế này có lẽ chính là số lượng kim cương đã được sử dụng. Tổng số carat kim cương có trên mẫu đồng hồ Chopard này là 7,83 carat. Trong số đó, riêng trên vành bezel và càng nối dây đã là 7,19 carat kim cương rồi. Ngay trên bezel đây là 28 viên kim cương kích thước lớn. Và các bạn biết thì đấy, giá trị của những viên kim cương được định lượng theo 4 chữ C là trọng lượng carat, độ tinh khiết clarity, màu sắc color và độ sáng, hay nói chính xác hơn là phụ thuộc vào các mặt cắt và cách cắt kim cương. Và giá trị của mỗi viên kim cương không hề tăng đều theo khối lượng của chúng. Những viên càng to sẽ càng có giá trị cao vượt trội. Một viên kim cương 0,85 carat có giá chưa bằng một nửa so với viên kim cương 1,05 carat mà cùng loại. Đơn giản các bạn có thể hiểu kim cương có khối lượng lớn sẽ hiếm hơn là kim cương có khối lượng nhỏ. Mỗi viên kim cương tinh khiết ở trên mẫu đồng hồ Chopard đặc biệt lấp lánh này đều được cố định bằng 4 chân trấu tròn nhỏ rất chắc chắn, và khi chúng ta cầm nghiêng đồng hồ lên sẽ thấy chiếc đồng hồ như một bông hoa có nhiều cánh vậy. Kim cương tiếp tục được Chopard sử dụng trên núm điều chỉnh cũng như là một số đồng hồ. 169 viên kim cương li-ti xếp xen giữa cặp chỉ giờ bằng vàng hồng hình số La Mã được đánh sáng bóng đây, hoa quyện cùng màu vàng cam óng ánh. Còn phần trung tâm mặt số lại là chất liệu cảm chai trắng sang trọng với vân guilloche khá là quen thuộc trên nhiều mẫu đồng hồ thụy sĩ cao cấp rồi. 169 viên kim cương trên mặt số có trọng lượng là 0,42 carat, còn một viên kim cương ở phía đúng điều chỉnh có trọng lượng là 0,06 carat. 9 viên kim cương còn lại và trọng lượng là 0,16 carat. Tổng toàn bộ như tôi đã nói, ở trên mặt số, bộ vỏ khung, dây đeo và núm điều chỉnh của mẫu đồng hồ Chopard này là 7,83 carat kim cương. Mẫu đồng hồ Chopard với số hiệu là 139415 /5101 có mặt tại Gia Bảo Luxury là một chiếc đồng hồ quát, và với số lượng kim cương đã được chúng tôi liệt kê ở bên trên thì mẫu đồng hồ này được hãng bán với giá retail là 73.000 USD, có nghĩa là rơi vào mức giá khoảng 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến với Gia Bảo Luxury, mức giá để sở hữu mẫu đồng hồ này là đặc biệt hấp dẫn với mức chiết khấu khá là lớn. Nếu cần bất cứ thông tin gì về mẫu đồng hồ này, hãy để lại ngay comment bên dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.